Mua Xiaomi, Realme tặng bảo hành vàng toàn diện, cả nguồn, màn hình, vân tay trong 12 tháng, duy nhất tại điện thoại hay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Shonen Action. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ và may mắn. Trong manga Boruto Chap 57, Naruto thừa nhận rằng với những mối đe dọa lớn đến, anh ấy sẵn sàng giết người thân yêu của mình vì lợi ích của làng lá. Xuyên suốt Naruto, ngài Hokage đệ thất luôn nói rõ ràng anh ta sẽ không bao giờ giết đồng đội của mình. Ngay cả khi Obito, Nagato và đặc biệt là Sasuke đã làm những việc sâu ảnh hưởng không nhỏ đến thế giới, nhưng Naruto vẫn luôn cho họ cơ hội. Anh luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp ở mọi người, vì thế tìm mọi cách để cứu rỗi họ trước khi quá muộn. Tuy nhiên mới đây ở trong Boruto Chap 57, Naruto không còn có được sự tự tin như vậy khi nói đến việc cứu con trai của mình. Trong cuộc nói chuyện với hội đồng Kage, ngài Hokage đệ thất của chúng ta đã chính thức thừa nhận rằng sẵn sàng giết chết Boruto nếu Momoshiki chiếm lấy cơ thể của cậu bé. Bởi vì Naruto biết được hậu quả khi phải đối mặt với một Otsutsuki khi đã chiến đấu với Kaguya, Kichiki và Momoshiki. Nhất là gần đây, khi Ichiki đã cướp đi mạng sống của cửu vĩ Kurama, điều này khiến Naruto phải đặc biệt cảnh giác về tương lai. Trong manga Boruto đang có rất nhiều sự hỗn loạn và chuẩn bị cho một cuộc chiến kinh khủng với những thế lực tà ác, thì trong anime Boruto vừa rồi đã có một video opening cực kỳ đỉnh. Vừa qua thì opening cùng ending từ 9 của anime Boruto được ra mắt và cung cấp cho khán giả thêm nhiều hình ảnh mới của phim khiến các fan vô cùng phấn khích. Đáng chú ý nhất đó chính là sự góp mặt của Naruto với hình dạng Baryon Mode và hình dạng thật của Ichiki Otsutsuki được hé lộ. Thứ nhất, mối quan hệ của Boruto và Kawaki. Trong bài hát mở đầu này, chúng ta thấy mối quan hệ của Boruto và Kawaki thân thiết hơn so với bài hát mở đầu trước đó. Ở đây, chúng ta thấy rằng hai người họ ngày càng hiểu và gắn bó với nhau hơn. Ngay cả ở cuối bài hát mở đầu, chúng ta thấy Kawaki dường như đã thực sự gia nhập vào gia đình Uzumaki, như thể anh ta là con trai của Naruto và Hinata và là anh trai của Boruto và Himawari. Tiếp theo là cảnh các bạn của Boruto đang chơi đùa và vui vẻ cười nói. Boruto thì chạy qua toàn các bạn nữ, còn Kawaki thì chạy qua toàn các bạn nam. Nhưng trong bộ dạng của họ, hai người khá là hoảng hốt, như là đang bị ai đó truy đuổi. Tiếp theo sau đó là cảnh họ nắm vào tay nhau. Thật kỳ lạ, hình ảnh những con ấn Karma của cả hai người hiện lên. Thứ hai, hình dạng thật của Ichiki Otsutsuki xuất hiện. Cho đến nay, chúng ta mới chỉ được nhìn thấy Jigen, và đây chưa phải là hình dạng ban đầu của Ichiki Otsutsuki. Khi chiến đấu với Naruto và Sasuke, hắn cũng thể hiện một hình dạng khác, và nó cũng không phải hình dạng thật của tổng nhân Otsutsuki này. Ichiki sẽ chỉ xuất hiện trong trận chiến thứ hai của Naruto và Sasuke chống lại Jigen. Và trong bài hát mở đầu, chúng ta đã được thể hiện một chút dưới dạng một hình bóng. Không chỉ vậy, chúng ta còn có thể nhìn thấy mắt phải của Otsutsuki là một huyết kế giới hạn. Tuy nhiên, nó là gì thì hiện tại chúng ta vẫn chưa rõ. Thứ ba, trạng thái Baryon Mode của Naruto được giới thiệu. Hình dạng mạnh nhất của Naruto và Kurama, cụ thể đó là trạng thái Baryon Mode, cũng được thể hiện dưới dạng hình bóng trong bài hát mở đầu thứ 9 này. Chúng ta sẽ thấy đuôi của Kurama thoát ra khỏi Naruto như thế nào, hoàn chỉnh với đôi tai và các điểm nhấn màu cam trên cơ thể và khuôn mặt của Naruto. Ở trong trạng thái này thì cơ thể của Naruto giống như lò phản ứng hạt nhân. Chakra của Naruto và Kurama được tiêu thụ làm nguyên liệu để tạo ra một loại năng lượng mới. Sự gia tăng chakra cực kỳ lớn, đến nỗi cả Ichiki cũng phải kinh ngạc. Khi được sử dụng, Baryon Mode tăng đáng kể phản xạ, tốc độ và sức mạnh của Naruto đến mức vượt qua khả năng của Ichiki, cho phép Naruto chống lại các thanh đen của Otsutsuki ra khỏi không khí trước khi chúng được phóng to. Thứ tư, đôi mắt Rinnegan của Sasuke đã bị phá hủy. Đây là một spoil rất lớn với những người chỉ xem anime liên quan đến đôi mắt Rinnegan của Sasuke. Như chúng ta đã biết ở trong manga, thì sau trận chiến của Naruto, Sasuke, Boruto và Kawaki chống lại Ichiki, thì Momoshiki đã đi chiếm lấy cơ thể của Boruto. Không chỉ chiếm đoạt, hắn ta còn phá hủy đi con mắt Rinnegan của Sasuke. Trong bài hát mở đầu mới, chúng ta thấy hình bóng của Sasuke đang chảy máu từ con mắt trái của anh ấy. Thứ năm, số phận của Naruto cũng được hé lộ. Một trong những khoảnh khắc quan trọng trong manga Boruto là khi Naruto sử dụng chế độ Baryon Mode thì anh ấy suýt chết. Tuy nhiên, Naruto thì chỉ bị thương, còn cửu vĩ Kurama thì biến mất. Nên hiện tại, ngài Hokage đệ thất của chúng ta không còn là Jinchuriki nữa. Trong bài hát mở đầu này, chúng ta thậm chí còn được xem số phận của Naruto rất lâu trước khi cuộc chiến được diễn ra, khi Boruto và Kawaki hoảng sợ khi nhìn thấy anh nằm xuống. Nhưng Naruto đã mở mắt ra, cho thấy rằng anh ta đã an toàn. Trên đây là tất cả những gì video opening Boruto cho chúng ta thấy. Mình rất hy vọng chúng ta sẽ được chứng kiến cảnh trạng thái Baryon Mode được lên sóng trên anime. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ sao về những hình ảnh trong manga được đưa lên anime này? Thì hãy bình luận ở phía dưới cho mình biết nhé. Nhớ nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.